chắc chắn sẽ là một trận đấu rất khó khăn đối với BKMX Bình Dương, khi đội bóng này không có được phong độ tốt và lại thiếu vắng rất nhiều những cầu thủ trụ cột quan trọng ở trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là hiệp 1 của cuộc so tài giữa Hoàng Gia Lai và BKMX Bình Dương trong khuôn khổ vòng đấu thứ 12 giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia LS 2021 đã bắt đầu. Hồ Văn Vũ, Thanh Thảo, nguy hiểm, được truyền vào trong khu vực 16m50, rất nguy hiểm của Thanh Thảo, người đang đảm nhận vị trí tiền vệ cánh trái của BKMX Bình Dương. Cầu thủ đã có pha băng vào và nỗ lực thực hiện cú đánh đầu, đó chính là Hồ Sĩ Giáp. Một pha phối hợp giữa hai tiền vệ cánh của đội khách ở trận đấu ngày hôm nay. Không thể kiến tạo được đường truyền cho các đồng đội ở trong khu vực 16m50. Vẫn còn. Đó là cú cứa lòng của hậu vệ Anh Tài. Trong pha bóng vừa rồi thì chúng ta đang thấy là hàng phòng ngự vốn được đánh giá rất cao của Hoàng Gia Lai đã làm việc không tốt. Công Phượng bị vượt qua và ngay lập tức sau đó tới lượt Mai Mục Vích Đào Mìa đã bị Tô Văn Vũ loại bỏ. Nguyễn Công Phượng sẽ là người thực hiện quả phạt góc cho đội chủ nhà. Rất nguy hiểm, bóng đã chạm xà ngang. Chúng ta cùng xem lại tình huống đá phạt góc của Công Phượng và chút nữa thì anh đã có được bàn thắng thứ 7. Bóng đi cuộn, rất khó chịu. Raboani để mất bóng khá nguy hiểm. Văn Toàn, tốc độ quen thuộc của Văn Toàn. Công Phượng dứt điểm. Vẫn còn. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Như vậy là có lẽ là bàn thắng đã được công nhận. Washington Brandao mở tỷ số và là bàn thắng thứ 3 của anh ở V-League mùa giải năm nay. Một tình huống để mất bóng vô cùng đáng trách ở giữa sân của cao thủ BKMX Bình Dương. Và đây là nụ cười của Bầu Đức. Bàn thắng tới với đội chủ nhà như một lẽ tất yếu. Đây là ông Lee Jang-jin, trợ lý của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Park Hang-seo, đang có mặt ở trên sân Pleiku để theo dõi các cầu thủ. Công Phượng dứt điểm rất hiểm hóc. Thủ môn Đức Cường chỉ có thể làm được tốt nhiệm vụ ở pha cản phá đầu tiên cú sút của Công Phượng. Nhưng sau đó trước một khung thành đã bỏ trống, không có lý do gì để cho Washington Brandao có thể bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng thứ 3 của anh ở V-League mùa giải năm nay. Chúng ta hãy cùng xem lại pha lập công mở tỷ số của Washington Brandao. Quá đơn giản. Một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ. Không thể bắt việt vị đối với Washington Brandao trong tình huống này. Ba cầu thủ cao nhất trên hàng tấn công của đội chủ nhà đã cùng nhau phối hợp tạo ra bàn thắng mở tỷ số. Bàn thắng thứ 22 ở V-League mùa giải năm nay. Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Quá ngây. Quá toàn. Chút nữa thì tỷ số là 2-0. Chúng ta thấy được sự nguy hiểm trong những pha tấn công thần tốc của đội chủ nhà. Và vẫn là ba cái tên: Công Phượng, Văn Toàn và Washington Brandao. Văn Toàn là người kiến tạo cơ hội để cho Công Phượng dứt điểm. Trước đội bóng này là một điều rất khó khăn đối với các đội bóng tại V-League. Và Mạnh Dung, Thanh Thảo. Pha qua người hay của Thanh Thảo, cơ hội. Và tỷ số là 1-0. Hồ Sĩ Giáp là người đã lập công. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Và như chúng tôi đã đề cập, hàng phòng ngự vốn được đánh giá khá cao của Hoàng Gia Lai khi mới chỉ để thủng lưới 7 bàn trước trận đấu này đã có những dấu hiệu chệch choạc từ những tình huống đi bóng trước đó của Tô Văn Vũ. Chúng ta cùng xem lại pha qua người và kiến tạo rất tốt của Thanh Thảo. Tình huống đệm bóng của Sĩ Giáp đúng là không cho thủ môn Tuấn Linh một chút cơ hội nào để cản phá. Rất khó khăn đối với thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Văn Thanh! Cơ hội! Pha ra chân cuối cùng là của Văn Toàn. Sức ép lớn mà đội chủ nhà tạo ra trong những phút vừa qua khiến cho hàng phòng ngự của BKMX Bình Dương đã nhiều lúc gặp lúng túng. Các cầu thủ chủ nhà Hoàng Gia Lai đã lấy được bóng. Đường truyền lên phía trên dành cho Văn Toàn. Washington Brandao. Văn Toàn. Tuyệt vời. 2-1. Chỉ có hai cầu thủ của đội chủ nhà thôi. Văn Toàn và Washington Brandao
nhưng họ đã cùng nhau tạo ra một pha phối hợp để khiến cho thủ môn Trần Đức Cường lần thứ hai trong trận đấu phải vào lưới nhận bóng. Bàn thắng thứ 7 của Văn Toàn ở V-League mùa giải năm nay. Anh đang cùng vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn của V-League mùa này với chân sút Usu Konan của Nam Định. Như vậy là sau những cơ hội bị bỏ lỡ thì Văn Toàn đã lên tiếng. Lần thứ hai đội chủ nhà có được lợi thế sân bàn. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp và tình huống dứt điểm của Văn Toàn. Pha dứt điểm rất tốt khiến cho thủ môn Trần Đức Cường phải đứng chôn chân. Dương để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Cơ hội. Như vậy là sẽ có phạt góc dành cho các cầu thủ BKMX Bình Dương. Cú ra chân là của Hồ Sĩ Giáp, người đã gỡ hòa một đều cho BKMX Bình Dương ở trận đấu này. Liệu sẽ có bàn gỡ hòa hai đều cho cầu thủ BKMX Bình Dương hay không? Rất nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng gỡ hòa hai đều. Pha lập công có lẽ là của hậu vệ Trung Tín. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Tưởng như các cầu thủ Hoàng Gia Lai sẽ có thể có được lợi thế dẫn bàn khi hiệp 1 khép lại. Nhưng đến thời điểm này thì tỷ số của trận đấu đã là 2-2. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống phạt góc dẫn tới bàn gỡ hòa 2-2 của Trung Tín. Cú đánh đầu của Trung Tín đã hơi chạm vào tay của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, nhưng bóng đối với Hoàng Gia Lai 3 điểm là mục tiêu mà họ quyết tâm đạt được ở trận đấu này. Xí Giáp rất nguy hiểm, chốt đưa tỷ số là 3-2. Một tình huống thoát xuống đáy phải nói là cực tốt của Hồ Xí Giáp. Hàng phòng ngự của đội chủ nhà Hoàng Gia Lai ở trận đấu ngày hôm nay thực sự đang bộc lộ khá nhiều những vấn đề cho tuyến hai của Hồ Xí Giáp. Đó chính là Hoàng Phương. Chúng ta cùng xem lại một cú sút căng như kẻ chỉ. Công Phượng dứt điểm. Một cú sút quá bất ngờ của Công Phượng, bóng đã rời xa ngang. May mắn đã mỉm cười với đội khách BKMX Bình Dương. Chúng ta cùng xem lại pha ra chân với một cú sút rất bất ngờ và lực cực tốt của Công Phượng. Sự thay đổi trên hàng tiền vệ. Xí Giáp rất nguy hiểm. Cú ra chân với lực khá tốt bằng chân trái của Xí Giáp. Cầu thủ đã mắc lỗi giúp cho đội khách có được. Hữu Tuấn trong các tình huống tranh cướp bóng bổng với những cầu thủ nội của Hoàng Gia Lai. Tinh thần thi đấu và thế trận trong hiệp 2 này đã được cải thiện rất nhiều cho BKMX Bình Dương sau khi đội bóng này có được bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở cuối hiệp 1 do công của Trung Tín. Như vậy là trợ lý huấn luyện viên thủ môn Đức Cảnh đã phải nhận thẻ vàng cảnh cáo của trọng tài Nguyễn Viết Duẩn. Xuân Trường, pha quăng người rất hay của Xuân Trường, cơ hội phản công dành cho đội chủ nhà. Công Phượng quăng người và Toàn. Công Phượng đã làm tất cả những gì khó nhất. Anh đã vượt qua một loạt những hậu vệ của đội chủ nhà và kiến tạo cho người đồng đội Văn Toàn với một cơ hội rất rõ ràng để có thể giúp cho Hoàng Gia Lai lần thứ 3 có lợi thế dẫn bàn. Rất tiếc là pha dứt điểm của Văn Toàn đã không thể mang về bàn thắng thứ 3 trong trận đấu này cho đội chủ nhà. Tiếp theo là quả phạt góc dành cho cao thủ Hoàng Gia Lai. Văn Toàn cũng đã bỏ lỡ cơ hội để vươn lên độc chiếm vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn ở V-League mùa giải năm nay. Hữu Tuấn đá phạt cho đội chủ nhà. K
các cầu thủ BKMX Bình Dương đang tìm đủ mọi cách để kéo dài thời gian của trận đấu, trong khi Hữu Tuấn và các đồng đội thì đang rất muốn khẩn trương đưa bóng nhập cuộc. Mục tiêu của đội chủ nhà là 3 điểm trọn vẹn chứ không phải là 1 điểm, và chúng ta hiểu được sự nôn nóng của Hữu Tuấn cũng như các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Qua được Kim Đồng Xu, lại là Hồng Duy. Cơ hội, bay đâu, không vào, bóng lại rồi sang hàng. Bình Vương, chúng ta hãy cùng xem lại. Quá may mắn dành cho các cầu thủ BKMX Bình Dương. May mắn đã không mỉm cười với anh. Đây là cơ hội dành cho đội khách, dứt điểm. Pha đổ người cứu thua xuất sắc của Huỳnh Tuấn Linh. Những phút cuối đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn và hiệp 2 đã bước sang thời gian đá bù giờ. Ngay sau một tình huống đánh đầu dội sang ngang của Minh Vương, thì các cầu thủ đối khách BKMX Bình Dương cũng đã đáp trả với một pha dứt điểm mà nếu không có sự xuất sắc của Tuấn Linh thì lưới của đội chủ nhà đã bị rung lên.